Sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến phản biện xã hội dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 7 chương, 59 điều, quy định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, bao gồm đơn vị hành chính cấp xã, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, quy định trách nhiệm của thanh tra nhân dân, trách nhiệm đảm bảo và thực hiện quản lý nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đáng lưu ý, dự thảo luật lần này có 6 điểm mới. Quy định về quyền nghĩa vụ công dân, cán bộ công chức viên chức, người lao động trong quy chế dân chủ cơ sở và bổ sung nội dung hình thức công khai ra dân. Hội thảo đã ghi nhận và đánh giá những ý kiến góp ý đề xuất của đại biểu về dự thảo với tinh thần trách nhiệm.